Diễm Châu gặp phải một cú sốc quá lớn. Em hy vọng con bé sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Thật tội nghiệp cho đó. Đây là một cú sốc quá lớn đối với đó. Không ngờ nó lại dương dần một chuyện phức tạp như vậy. Nhưng mà nó là một đứa rất mạnh mẽ. Anh tin là nó sẽ vượt qua mọi chuyện. Còn anh thì sao? Anh ổn chứ? Anh hả? Anh không sao. Anh ổn mà. Alo, đòi cho bán xin nghe. Dạ dạ, chúng tôi tới ngay. Anh Cường, cuộc điện thoại vừa gọi báo có vụ nổ ở tiệm vàng quận Bình Tân vừa xảy ra. Báo cáo đội trưởng, vụ nổ được phát hiện vào lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm nay. Theo như điều tra sơ bộ lúc ban đầu thì nạn nhân là nam, tên là Vũ Văn Định, 39 tuổi, hiện là chủ tiệm vàng Ngọc Dân. Ngoài ra còn có 3 người khác bị thương. Họ sống khu vực quanh vụ nổ, họ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu rồi. Theo những gì thu thập được từ phía gia đình nạn nhân thì đã bị mất một số vàng bạc của tiệm. Theo tôi nghĩ thì đây rất có thể một vụ giết người cướp của, và theo phán đoán ban đầu cũng rất có thể đó là một vụ cướp có tổ chức. Theo như điều tra lúc ban đầu tại hiện trường thì hung thủ đã sử dụng thuốc nổ để gây án. Được rồi, đồng chí cho người bảo vệ hiện trường để đem tiếp tục hành sự làm việc. Rõ. Tôi là em trai của anh Định. Hai anh em chúng tôi hùng vốn để mở ra cái tiệm vàng này. Chúng tôi thay phiên nhau để trông coi cửa tiệm và phân công nhau ngủ ban đêm ở đây. Hôm qua là ngày anh hai tôi ở lại cửa hàng. Anh có thể kể chi tiết hơn về sự việc không? Dạ được.
Như thường ngày, 6 giờ sáng tôi sẽ có mặt ở cửa tiệm để thay cho anh tôi về nhà tắm rửa, ăn uống. Hôm nay, như thường lệ, tôi thức dậy và ra cửa hàng. Ra tới nơi, thì tôi thấy đám đông đang vây quanh cửa hàng. Và chuyện xảy ra thì như các anh đã biết. Tới hiện trường, anh có thấy điều gì khả nghi không? Theo những gì mà chúng tôi thu thập được từ em trai của nạn nhân thì chúng ta hoàn toàn không có manh mối gì về hung thủ cả. Và đây là một vùng đất vừa mới quy hoạch, cho nên các xí nghiệp, nhà máy mọc lên rất là nhiều. Đây là khu vực xảy ra vụ nổ. Bán kính của phạm vi hiện trường rơi tầm khoảng chục mét vuông. Lượng chất nổ dùng trong công nghiệp khai thác, ít nhất phạm vi ảnh hưởng cũng phải lên tới 100 mét vuông. Và theo nghiên cứu của chúng tôi thì đây rất có thể là một loại chất nổ tự chế với trọng lượng và phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, đúng như những gì mà thủ phạm đã tính toán. Những gì mà thu thập được tại hiện trường vụ án cũng như là những tàn tích còn sót lại thì cho thấy hung thủ đã dùng chất liệu thường có trong chất nổ khai thác mỏ để gây ra một vụ nổ có bán kính khoảng chục mét vuông. Thì chúng ta cần một chất nổ có khối lượng thuốc nổ khoảng từ 200 đến 300 gram. Nguyên lý hoạt động của chất nổ rất đơn giản. Đây, như mọi người thấy, nơi chứa đựng thuốc nổ và một kiếp pháo là một sợi dây dẫn để bắt lửa. Chỉ cần nhử mồi hoặc đơn giản là một tàn dư thuốc lá thôi đã có thể khiến cho kiếp pháo cháy lên và gây ra vụ nổ. Như đã nói trước đó thì đây là một loại chất nổ dùng để khai thác mỏ, trong đó có chứa đựng hỗn hợp như là kali nitrat, bột than củi, lưu huỳnh, hồng hoàng, gồm có thủy ngân để kích nổ. Đây là vật chứng còn sót lại ở hiện trường. Đây là mẩu giấy ô ly còn sót lại đã cháy dở, trên đó có những chữ viết tay. Và chúng tôi đang nghi ngờ có liên quan đến hung thủ. Ngoài ra, trên đó còn có một loại chất có tên là curcumin. Chất này được sử dụng để làm ra thuốc chữa bệnh ung thư. Chữa bệnh ung thư à? Ừ. Chà, chị Linh sướng nha. Sắp được là bảo mẫu rồi, không cần phải lo chuyện cưới xin, cũng không lo chuyện xui gia này nọ nữa, mà lại có cháu để ẵm bồng. Làm gì mà ồn ào trước nhà tôi vậy? Dạ đâu có đâu, đâu có làm gì ồn ào đâu. À, nghe nói nhà bác sắp có thành viên mới, cho nên tiện chúc mừng mấy câu vậy mà. Chứ đâu có làm gì đâu mà ồn ào. Được tiếng ngoan ngoãn vậy mà thì không biết đâu mà lần nữa. Bởi vậy mới nói đời bây giờ làm người bình thường khó lắm. Thôi làm ơn đi, cái người gì đâu mà nhiều chuyện. Đi về đi, nhiều chuyện quá. Nhìn cái tướng là thấy khó ừa. Mở miệng ra là nói tầm bậy tầm bạ không à. Quen cái tập. Má gì? Thôi đi, má bớt giận đi. Giận vậy không có tốt cho sức khỏe của má đâu. Cái tính của chị nào giờ vậy ai cũng biết rồi mà. Đó, má coi đi, con mới đi xin ít đồ con nít về. Má biết không, toàn là đồ của thằng Bo không đó. Trộm vía, thằng nhóc vừa đáng yêu vừa lanh lợi nè. Mai mốt cho con của Diễm Châu xài, coi như là xin ít vía. Dễ thương quá hả con? Dạ. Dễ thương ghê. Nghe má nói nè, con lá nó khô rồi đem vô á, xếp cái nào theo cái nấy, nó mốt có đi xanh á, dễ lựa.
nét chữ nắng nót và rất cẩn thận. Chúng ta có thể suy đoán đây là nét chữ của học sinh tiểu học. Nhưng rất tiếc, chúng ta chỉ có thể xác định được đây là học sinh lớp mấy. Chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Em có một người bạn, chị là giáo viên của một trường tiểu học. Em nghĩ là chị có thể giúp chúng ta xác minh được đây là chương trình học của học sinh lớp mấy. Vậy việc này anh giao cho em nha. Ừ. Dạ. Mình ở đây đi chị. Chị có biết đây là bài thơ của học sinh lớp mấy không? À, đây là bài thơ tập đọc của học sinh lớp 4, bài A Cây. Lớp 4? À, đúng rồi. Nitrat kali được tìm thấy trong các mỏ than tự nhiên. Khi còn là nghiên cứu sinh, anh đã được học. Trong phân của các loài dơi cũng có chứa một dạng thành phần của loại này. Lấy chúng bằng cách hòa đất với phân dơi, với nước, mình lọc, cô đặc, sấy khô. Các thành phần hỗn hợp được để riêng, giả mình, rồi mới trộn lẫn với nhau. Carbon của bột than củi là chất khử, còn phần đất kia là chất oxy hóa. Các súng phun lửa hay hỗn hợp cháy trộn dư chất khử để chúng tiếp tục cháy lâu, thì thuốc có thể trộn thêm các thành phần khác như chất độc nè, chất tạo khói nè, chất gây gây. Các thành phần có thể để riêng, rồi mình có thể rắc lên những vật gây cháy như rơm, củi, dầu. Và mình không cần phải trộn ngay trước khi sử dụng để chúng dẫn lửa. Phản ứng cháy của hỗn hợp này diễn ra cũng khá phức tạp. Như vậy có thể nói phải là người am hiểu mới có thể chế tạo thuốc nổ này. Đó là cách làm tự nhiên với quy mô thí nghiệm. Còn ở đây, hung thủ đã sử dụng sẵn những thành phần hóa học có sẵn, được sử dụng để khai thác mỏ. Việc chế tạo ra chất nổ cũng đơn giản hơn rất là nhiều. Mà điều đáng nói, loại thuốc nổ này rất nhạy với chất gây cháy, dễ bắt lửa, nên không bao giờ sử dụng trong khai thác dầu, mỏ, khí đốt hay than. Vậy khả năng duy nhất đó là chúng được sử dụng để khai thác những kim loại nằm trong nhóm hóa trị 3A, chẳng hạn như là vàng, kim cương hay là đá. Như vậy là chúng ta có thể khoanh vùng hung thủ là người làm giày vàng, kim cương hay là đá. Nhưng có điều á, ngoài chất bột màu vàng được tìm thấy trong bọc ni lông, thì chúng ta còn phát hiện thêm chất curcumin được tìm thấy trong túi thuốc chống ung thư nữa. Có thể nào hung thủ là người bị mắc bệnh ung thư? Như vậy, theo kết quả điều tra và tiến hành xét nghiệm những mẫu vật được tìm thấy tại hiện trường, chúng ta có thể kết luận hung thủ là một người làm việc bên công trường, có am hiểu về việc chế tạo và sử dụng thuốc nổ, và nghi ngờ hắn bị mắc một chứng bệnh ung thư nào đó. Hơn nữa, hắn còn một cô con gái đang ở độ tuổi đi học. Vì trong hoàn cảnh nhà trống nuôi con, cho nên hắn ta túng quẫn đã tiến hành vụ cướp. Việc sử dụng chất nổ rất nguy hiểm và không đơn giản chút nào. Để đưa thuốc nổ vô việc khai thác sản xuất công nghiệp thì cần sự giúp đỡ của nhiều người. Có khi nào hung thủ là một nhóm gây án chứ không phải là một cá nhân?
Tổ trọng án phòng cảnh sát hình sự xin nghe. Được rồi, cảm ơn anh, chúng tôi sẽ đến ngay. Anh Cường ơi, giấy tờ mà anh cần đi. Anh Cường, vừa có một người gọi điện thoại thông báo ở tiệm vàng gần chợ Thị Nghè có một người khách bán ra số lượng vàng khá lớn. Vậy à? Thanh sĩ, cậu cùng với công chính, hai cậu chịu trách nhiệm liên lạc với người nhà nạn nhân để xác minh số vàng. Đó, có. Còn Ngọc Hân và Hạo xin đi cùng tôi, chúng ta sẽ xuống đó lấy hiện vật để đem về phòng kỹ thuật hình sự sẽ kèm dấu vân tay. Dạ đó. Sự việc như thế nào, anh có thể kể lại cho chúng tôi biết không? Vào khoảng tầm 12 giờ trưa, có một người đàn ông mặc cái áo caro sọc xám, da ngăm đen, đội chiếc nón lưỡi trai màu vàng. Ông ta muốn bán hai đôi bông tai, hai chiếc nhẫn và một sợi dây chuyền bạch kim. Tôi nhìn thấy hắn rất là lăm le, mấy tay mà rủ chè với cờ bạc á, hay lấy đồ của vợ đem đi bán lắm anh ơi. Vậy chú có nhận mua lại món đồ đó không? Tôi cũng không mua hết đồ của ổng, nhưng mà thấy tội nghiệp quá, ổng năn nỉ quá trời. Ổng nói là cần tiền gấp để làm chi phí cho người nhà nằm trong bệnh viện, nên tôi mới mua hết số vàng của ổng. Thật kỳ lạ, tại sao không phát hiện được dấu vân tay? Cậu kiểm tra lại xem có phát hiện được gì không. Có khi nào hắn đã đeo găng tay từ trước? Bởi khi mà tiêu thụ một khối lượng vàng lớn như vậy, kiểu gì cũng bị công an sợ gái. Tôi thấy trên đầu ngón tay của hắn mặt bó hết trơn à. Tôi nghi ngờ ghê lắm, nhưng mà gì tế nhị mà, cho nên tôi không có hỏi qua. Hoặc hắn đã bị thương trong lúc gây án. Mọi người hãy nhìn đây. Mọi người có thấy gì không? Có một lớp bột màu vàng nằm trong mặt dây chuyền này. Theo kết quả thu được thì chất bột bám trên sợi dây chuyền là một lớp bột đá bình thường, thường được dùng trong xây dựng. Như vậy có nghĩa hung thủ là bên khai thác đá, hoặc là có thể là thợ xây dựng các công trình. Em vô nhà đi. Em vô nhà nha. Anh về đi. Thì em vô đi, anh về. Anh về đi rồi em vô. Anh muốn nhìn thấy em vô nhà, anh an tâm rồi anh mới đi về. Bye bye. 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 Sao em về đi? Thì để vô đi. Má. Con chào bác. Chào cậu. Vậy thôi, xin phép bác con về. Vậy nha. À, lộn. Hướng này. Má. Má sao vậy? Sao là sao? Má ra đây á, đứng nghe lén người ta nói chuyện phải không? Nhà tôi muốn đi ở đâu, đứng ở đâu là chuyện của tôi mà, sao lại nghe lén chứ? Con không thèm nói chuyện với má nữa đâu. Lớn rồi mà như con nít vậy.
má. À, bác gái bước ra từ hồi nào vậy ta? Vui nhất định phải dùng thuốc nổ để khai thác. Vậy có nghĩa thủ phạm có thể là người làm ở cái công trình khai thác đá. Kia, sao rồi, có phát hiện gì mới không? Anh hai, anh nhìn thử xem. Em thấy vụ án này có rất nhiều cái mơ hồ. Nếu như nạn nhân là một người có nhiều mối tư thù thì chúng ta có thể khoanh vùng tìm kiếm. Đằng này nạn nhân là một người hiền lành, vậy chúng ta rất là khó. Anh Cường, anh sao vậy? Anh Cường sao? Trong việc nuôi dưỡng đời sống tinh thần cũng như là thúc đẩy ý chí chiến đấu của dân quân, đó chính là âm nhạc. Và thời điểm chuẩn bị giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đã có nhiều bài hát ra đời và ngay lập tức có sức lan tỏa rộng khắp mà bất kỳ ai sống trong thời điểm đó cũng đều thuộc. Phóng sự sau sẽ cho thấy là thúc đẩy ý chí. Tối ngày cứ coi ba cái tin tức thế giới hoài, vàng lên vàng xuống rồi bao nhiêu người chết, không sợ hả? Trời ơi, con đang coi tin tức khi không nội tắc của con là sao? Ý chí chiến đấu. Trời. Nó coi cải lương. Chứ con coi tin tức một tí không, đi mà. Nó coi cải lương. Gì vậy nội? Tội nghiệp con The. Sao tội nghiệp? Con The đi làm gái, giờ nó đi tu. Trời đất ơi, vậy thì có gì đâu tội nghiệp, người ta đi tu thôi mà. Mà thấy ngộ ghê ha. Mỗi lần mà nội cứ mở cải lương lên á là chưa đầy 5 phút nội rơi nước mắt là sao? Tôi để nội coi nó hoài. Mô Phật. Chẳng hay thí chủ đến đây để lễ. Má ơi, con về rồi nè. Chúng tôi muốn hỏi thăm cô một việc. Ủa má, sao vậy má? Dạ. Hả má? Liên tiếp mấy tuần nay một người đàn ông tên Tùng thường tới đây. Mô Phật. Có một người đàn ông nhưng tiểu ni không được biết tánh danh. Nội, đó là những vai diễn ở trên sân khấu thôi mà, có gì đâu mà nội phải khóc. Nội suốt ngày làm con hết hồn không à. Nội, con có mua gỏi cuốn cho nội nè, anh đưa cho nội đi. Nội ăn cho nóng nha nội. Tao không ăn đâu, để yên cho tao coi. Má nó ca giọng cổ kìa. Dạ thưa, vị ni cô đó có pháp hiệu gọi nội là Huệ Linh. Còn tên im thật đi, thì tiểu nói hoài để ta coi biết. Má nó cả hay đã quá kìa. Đã có thêm thông tin gì về vụ án chưa? Dạ chưa có manh mối gì hết anh. Chúng ta chỉ có chút ít thông tin lấy được từ hiện trường vụ án, chứ thông tin lấy được từ lời khai gần như là không có biết được gì hết. Những thông tin mà chúng ta thu thập được đều hết sức mơ hồ và có những nghi vấn chưa thể giải thích được. Em cũng thấy như vậy. Tại sao trong bao ni lông lại có chất chữa ung thư? Và còn mẫu giấy kia nữa, nó có liên quan gì tới hung thủ không? Nano curcumin là một hợp chất có khả năng tiêu diệt tế bào ung thư cực mạnh. Đó là một trong số ít các chất ngăn chặn được cả ba giai đoạn hình thành, phát triển và di căn ung thư.
do nano curcumin ức chế việc nhân lên không kiểm soát của các tế bào ác tính, ức chế sự hình thành mạch máu và kích thích cái quá trình tự hủy của các tế bào ung thư, mà không làm ảnh hưởng đến các tế bào lành. Chính vì vậy mà chúng đã được đưa vào quá trình điều trị cho các bệnh nhân ung thư. Chúng chiếm một lượng rất nhỏ trong chất được tìm thấy trong túi ni lông. Điều này cho thấy tên hung thủ đã tận dụng chiếc túi ni lông này trong quá trình sản xuất ra chất nổ tự chế. Việc tiếp xúc với các chất nổ tự chế cũng là một hạn chế đối với các bệnh nhân mắc bệnh ung thư, bởi vì than chì là một chất rất độc. Chúng ta cũng không ngoại trừ là do hung thủ cố tình đánh lạc hướng sự điều tra của cảnh sát. Nhưng nếu sâu chuỗi lại tất cả các mắt xích thì sự việc cũng có vẻ rất hợp lý. Khả năng là hung thủ hoặc người nhà của hắn mắc bệnh ung thư. Bởi suy luận theo logic, nếu không cần gấp số tiền thì hắn sẽ không bán gấp số vàng như vậy ngay sau khi vừa gây ra một vụ nổ lớn như thế. Ủa, Diễm Châu, lâu rồi mới thấy con ghé chơi đó Ngang. Dạ, con chào bác ạ. Ừ. Cho con hỏi, có chị Hân ở nhà không ạ? Hóa ra tìm con Hân phải không? À, thôi vô nhà ngồi chơi đi, đứng đây nắng nôi, để bác mở cửa cho con vô. Vô nhà con. Dạ. Ngồi xuống đi con, để bác vô lấy nước lọc cho uống. Bầu bì uống nước trà không tốt đâu. Hân ơi, Hân. Dạ. Chuyện gì bác? Con Diễm Châu nó tìm kìa. Ủa vậy hả? Nè, con đi quen với thứ con gái này chi vậy? Trời đất ơi, chưa có chồng mà có chữa, đã vậy còn yêu cái thằng có tiền án tiền sự nữa chứ. Bác, bởi vậy người xưa người ta nói đúng lắm, nồi nào úp dùng nấy. Bên nhà bà Tú Anh á, toàn là nuôi ông tay áo không à. Cái chuyện đó là chuyện gia đình người ta, má đừng có nói vậy mà. Thôi đem nước ra đi. Châu, Châu. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Hả? Không có gì. Anh chỉ đang nghĩ lại những chuyện đã qua. Anh nghĩ đôi khi mọi chuyện đến với đi thật nhanh, đôi khi cho chúng ta chưa cảm nhận được gì. Anh đang nhắc tới Diễm Châu sao? Ừ. Em nghĩ chắc mọi chuyện từ từ sẽ ổn. Anh đừng quá bận tâm, anh phải lo sức khỏe của anh hiểu chứ? Anh hiểu rồi mà Ngọc Hân. Còn em đó, đừng có quan tâm về anh nhiều quá. Em mà lo lắng cho anh nhiều quá là mau già lắm đó. Bộ em muốn em già sao? Em lo cho anh có được không? Anh lì quá mà. Cho con được cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Điều mẹ mong ước hơn bao giờ hết là được nhìn thấy con chào đời, con khỏe mạnh là mẹ vui rồi. Con yên tâm đi, lúc nào
mẹ cũng che chở cho con, yêu thương con. Con đừng có sợ. Vì thiếu vắng tình thương của cha, con yên tâm nha, có mẹ ở đây với con rồi. Ráng ăn chút, rộn thuốc nha con. Ngoan. Chém ho, chém ho. Chém ho. Hiện nay, tại Việt Nam có khoảng hơn 1.000 ca mắc căn bệnh ung thư quái ác. Và trong đó, có hơn 500 ca rơi vào đối tượng trẻ em. Đa số họ không có khả năng chi trả cho các ca phẫu thuật. Quỹ Tấm Lòng Việt là nơi chúng ta có thể chung tay góp sức, những tấm lòng hảo tâm. Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao, chất hủy diệt tế bào ung thư và loại mạnh nhất, tiêu biểu cho thế hệ mới các chất chống ung thư hiệu lực. Chỉ những bệnh viện lớn mới có thể áp dụng loại chất này vào trong việc chữa trị. Để coi, người đàn ông khai thác ở mỏ đá, bé gái lớp 4, chất chữa trị ung thư. Chào cậu. Chào bác sĩ, tôi là Đỗ Chí Kiên, làm bên phòng kỹ thuật hình sự tội phạm. Tôi tới là để làm nhiệm vụ. Vâng, mời cậu theo tôi. Cảm ơn bác sĩ. Con gái, con ráng ăn miếng cháo nha. Khi nào khỏe, ba dẫn con đi chơi, chịu không? Ráng ăn miếng đi con. Ăn đi con, ăn cho khỏe. Dạ, chào bác sĩ. Y tá Yến, đồng chí này cần gì, nhờ cô giúp nha. Dạ. Cảm ơn bác sĩ. Ừ. Chào cô. Cô có thể giúp tôi cho tôi xem danh sách của các bệnh nhân bị ung thư từ 10 tuổi trở xuống được không? Dạ, anh chờ chút. Đây là hồ sơ bệnh án của bệnh nhân 10 tuổi duy nhất. Ngoài ra chúng tôi không tiếp thêm bệnh nhân nào vào tầm tuổi này. Cô bé vẫn đang trong thời gian chữa hóa trị do bị mắc căn bệnh ung thư máu. Đây cũng là một trong những trường hợp đặc biệt. Cô bé sống với cha, lại không thuộc dạng hộ nghèo hay bất cứ chế độ chính sách nào. Hoàn cảnh gia đình cũng rất éo le. Bởi đây, cha của cô bé
mới đưa bé trở lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Cô nói sao? Tức là cô bé ấy đã từng điều trị ở đây à? Dạ. À, bác sĩ, cho tôi hỏi, tình trạng của cô bé ấy như thế nào rồi? Anh cứ an tâm, cô bé đang trong thời gian điều trị. Trong thời gian này thì chúng tôi đang sử dụng một số loại thuốc. Nếu cơ thể cô bé thích nghi thì chúng tôi sẽ sử dụng nhiều hơn. Có chuyện gì chúng tôi sẽ thông báo với anh trong thời gian sớm nhất. Con chạy đi với ba nè. Đi đâu vậy ba? Đi theo ba rồi biết. Ông ba đi con. Gái, vậy ăn miếng cháo đi con. Sao vậy? Ăn đi con. Tay của ba bị phỏng hả ba? Hôm qua ba vô tình phỏng nước sôi chứ không có gì hết á. Không sao đâu, ngoan đi, ăn cháo đi cho mau hết bệnh nha. Nói gì với ba hả? Ba ơi, ba không thương con đúng không ba? Ai đã nói con như vậy? Mẹ nói con bị bệnh cho nên mới khổ vậy đúng không ba? Cô ngoan lắm. Nếu ba không thương con, sao ba nuôi con khùng lớn tới bây giờ? Nếu ba không thương con, sao ba lại cực khổ kiếm tiền để nuôi con? Ri, em làm gì ở đây vậy? Em nhanh lên. Ba có chuyện gì vậy ba? Không có gì đâu con. Chắc là con mèo nó vô nhà mình đó. Con nằm xuống ngủ đi ha, ba đi ra ngoài chút. Con ngoan ngủ đi nha. Lên. Em ổn chứ? Em không sao.
Em đi theo anh làm gì vậy? Em sợ anh đi một mình, em không có yên tâm. Em có biết chút xíu nữa chúng ta bị phát hiện hay không hả? Em xin lỗi. Mạnh nè, anh điều tra được cái gì chưa? Họ không phải là người xấu. Không phải là người xấu? Vậy là ông ta không phải là hung thủ hả? Hắn ta là hung thủ. Vậy là hung thủ mà không phải là người xấu. Vậy giờ anh định làm gì nữa? Đi về chứ làm gì nữa. Đi về đi. Trên đường anh kể cụ thể cho em nghe. Đi. Mày đứng im, nếu không tao bắn đó. Ông bình tĩnh đi, chúng tôi không làm gì ông hết. Bỏ súng xuống đi. Đứng im, tao nói mày đứng im. Ông kia, ông muốn cái gì? Mày cấm miệng lại, không tao bắn mày đó. Đứng im. Được rồi, ông cứ bình tĩnh, tôi sẽ đứng yên. Bỏ cô ấy ra đi. Mấy người định làm gì ở đây hả? Chúng tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi. Và chúng tôi không có mục đích làm gì hết. Ông cũng biết rồi mà, bỏ súng xuống đi. Mày đừng có gạt tao. Mày là công an đúng không? Đúng không? Hả? Nếu ông không làm việc có lỗi thì tại sao ông lại sợ công an chứ? Im đi. Im cái miệng mày lại. Tôi biết. Tôi biết là ông đang gặp chuyện khó khăn. Nhưng mà hãy thả cô ấy ra đi. Chúng ta hãy bình tĩnh, ngồi lại nói chuyện với nhau nha. Nói chuyện hả? Tao với mày không có gì nói chuyện hết á. Tao chỉ muốn cha con tao được yên ổn thôi. Mày hiểu chưa? Người đã gây ra vụ nổ tại tiệm vàng chính là ông. Ông muốn có số tiền để cứu con gái ông thoát khỏi căn bệnh ung thư quái ác đó. Có đúng như vậy không? Mày im. Mày im miệng đi lại. Nhưng mà tại sao ông lại làm vụ đó? Ông hoàn toàn có thể cứu con gái của mình bằng cách khác, không rơi vào tội lỗi mà. Tụi mày biết chó gì chứ hả? Cuộc đời khốn nạn này không có thằng nào tốt với thằng nào hết. Tại sao? Tại sao tôi lại như vậy hả? Con gái tao, nó đang phải chờ chết từng ngày. Tao cần tiền. Tao cần tiền. Mày hiểu chưa? Mày hiểu không? Tao phải cứu con tao bằng mọi giá. Cái gì tao cũng làm được hết á, kể cả giết ngươi. Mày tỉnh đi mà. Mày im đi. Ông nghĩ cô bé sẽ sống thanh thản hay sao khi biết cha mình là một kẻ giết người? Mày cấm miệng mày lại đi. Đúng vậy, ông bình tĩnh đi mà. Nếu như con gái của ông biết ông chính là kẻ giết người, con bé sẽ rất sợ ông. Ông có nghĩ tới chuyện đó không? Bình tĩnh lại đi. Bỏ súng xuống đi mà. Con gái tao. Đúng rồi. Đúng rồi. Gây sợ tao sao? Tao giết mày đó. Đứng im đó. Đứng im. Gia Thi! Ông là kẻ sát nhân. Ông nói ích kỷ. Chỉ vì muốn cứu con gái của ông thôi. Mà ông giết rất là nhiều mạng người, ông có biết không hả? Mày im đi! Đã đến lúc mày phải đem những bí mật không nên biết xuống mau rồi. Ủa mẹ, mẹ làm gì mà ngồi ở đây vậy? Chờ hoài không thấy thằng Kiên nó về, mẹ thấy lo quá à. Điện thoại của nó cũng không ai bắt máy hết trơn á. Mẹ, chiếc Kiên nó lớn rồi, mẹ đừng lo cho nó hoài như vậy. Thôi được rồi, mẹ lên phòng nghỉ đi, để con ở đây chờ cửa cho.
Con nhỏ này sao mà không nghe máy không biết nữa. Đi đâu cũng không nói, về trễ cũng không báo. Sao rồi con? Nó không nghe máy bà. Cái con bé này đã trễ như vậy rồi mà chưa có về, lại không nghe điện, không biết có chuyện gì nữa không. Cái thằng này làm cái gì mà không chịu bắt máy. Cường. Dạ. Có gọi được cho em không vậy con? Thằng Kiên nó nói là nó đang có việc cho nên nó quay về viện rồi. Chắc là nó không về nhà đâu mẹ. Cái thằng này vậy mà không chịu nghe điện thoại, cũng không thèm gọi lại cho mẹ nữa, làm mẹ lo muốn chết luôn hả? Nó nói là nó muốn yên tĩnh làm việc cho nên nó tắt điện thoại. Mẹ yên tâm đi, không sao đâu. Khuya rồi, mẹ về ngủ đi. Vậy thôi con cũng nghỉ đi nha. Dạ. Khả năng lớn nhất bây giờ là hai người đó đã giấu chúng ta, tự phá án một mình. Đây không phải là cách xử lý hàng ngày của Dạ Thi. Từ trước đến giờ
chuyện lớn hay chuyện nhỏ, cô ấy cũng đều hỏi qua ý kiến của tôi. Nhưng mà bây giờ họ đã có tình yêu rồi, biết đâu họ tự hợp tác với nhau mà không cần tới chúng ta. Có khi nào họ bị hung thủ bắt cóc không? Cương, mẹ, mẹ à, sao mẹ tới đây? Em con đâu rồi? Con nói dối mẹ phải không? Thằng Kiên nó có chuyện gì rồi phải không con? Mẹ gọi cho nó bao nhiêu lần mà lúc nào cũng thuê bao không liên lạc được là sao? Giờ này chắc nó đói bụng lắm. Nếu mà nó ở nhà thì nó tắm rửa, rồi nó xuống bếp, rồi nó ăn cơm. Bên anh Cường vẫn chưa có tung tích gì của anh Kiên hay gì? Báo cáo thượng tá, đã tìm thấy với Kiên. Dạ Thi đâu? Dạ Thi đâu rồi? Chí Kiên. Hả? Chí Kiên tỉnh rồi kìa. Chí Kiên, cậu thấy ổn không vậy? Mọi người lo cho cậu lắm đó. Kiên, cậu thấy thế nào rồi? Kiên. Chí Kiên, em đây rồi, còn Dạ Thi đâu? Hai người đi chung với nhau mà. Hả? Đồng chí Kiên. Alo. Dạ. Dạ, em sẽ báo lại cho nội với dì biết. Chị ơi. Sao rồi? Có chuyện gì vậy con? Ai gọi vậy? Dạ, tìm được anh Chí Kiên rồi dì ơi. Tìm được rồi hả con? Dạ. Dạ Thi ơi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi ơi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Anh Nguyên, chị lên. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Cái đồng chí ơi. Dạ Thi bên này nè. Kìa kìa. Bên kia. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi. Dạ Thi.
Dạ Thi. Tình hình thế nào rồi cậu? Có nghe tin tức gì con tôi không? Dạ, thưa bác, đội điều tra vẫn đang phối hợp cùng đội tìm kiếm ạ. Nhưng vẫn chưa có thông tin gì báo về hết bác ạ. Sao lại vậy chứ? Các cậu phải nhanh chóng tìm được con gái tôi về cho tôi. Dạ Thi ơi, con ở đâu rồi Dạ Thi? Phòng thông tin đội điều tra hình sự xin nghe. Tìm thấy Dạ Thi rồi hả? Kiếm được con gái tôi rồi. Hả? Cho tôi nói chuyện với con gái tôi đi. Alo, Dạ Thi ơi. Mẹ nè con. Alo. Alo. Sao không ai nói gì hết vậy? Dạ thưa bác, Dạ Thi cô ấy nó làm sao? Cô ấy hy sinh rồi. Bác à. Alo. Dạ. Đội trưởng, cậu ấy sao rồi? Ngọc Hân, chuyện kiện thế nào rồi? Cậu ấy rất sốc. Thượng tá, sự việc quá nghiêm trọng, chúng ta cần có biện pháp truy tìm và bắt giữ hung thủ khẩn cấp. Kiên à, con đừng có tự dằn vặt mình nữa mà. Cố gắng lên con, rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi. Anh Cường của con sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ mà. Tất cả là tại con, cho nên mọi chuyện mới xảy ra như thế này. Nếu mà ngay từ đầu con nghe lời cô ấy thì chắc chắn Dạ Thi sẽ không chết. Tại con, tất cả là tại con mà. Con à, tại con. Đừng mà. Tại con mà. Tại con. Kiên à. Kiên ơi, đừng mà con. Con.
Dạ con thưa dì. Con ở đây với anh nha. Dì về tranh thủ nấu ít cháo, lát nữa thằng Kiên tỉnh dậy có cái mà ăn. Dạ dì về cẩn thận nha. Bác bình tĩnh đi. Bác đừng xúc động quá, sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của bác đó. Dạ thầy ơi. Hy vọng là Dạ Thi sẽ nghe được nỗi lòng của em. Những kỷ niệm đã trao, tranh giới như sự sống cho cái chết thật quá vô. Những nỗi buồn
không thể nào giải thoát được. Kiên, mạnh mẽ lên Kiên. Anh Cường, anh có sao không? Không sao, anh không sao đâu. Mình về đi. Kiên à, mình về đi. Bên này. Hai đồng chí, đứng này, còn lại theo tôi, dạ rõ. Đó, hắn đã rời khỏi đây rồi. Hắn này còn ướt, chứng tỏ hắn chưa đi xa đâu. Nhanh lên, đi. Đi. Có khi nào tên đó nó sợ quá rồi đem con qua nước ngoài bỏ trốn luôn không ta? Ừ, nghe cũng có lý. Nhưng mà anh cũng đã ra nước ngoài rồi. Nhưng em nghĩ anh Cường nên cho anh Sĩ một cái lệnh để anh sang Lào hay Campuchia để mà giải quyết luôn thể. Cái thằng này vậy cũng giỡn được nữa. Giỡn mà. Chí Kỳ, chính hắn. Ê, đứng lại, đứng lại, đứng lại, đứng lại. Chị Kiên, chị Kiên, bình tĩnh, chị Kiên, bình tĩnh đi. Đi, để chúng tôi. Nó là đứa con gái duy nhất của tôi. Người đàn bà đó, cô ta đã bỏ tôi mà để với một người đàn ông khác. Tôi phải đưa con bé đi khắp nơi để chạy chữa, nhưng đều nhận những cái lắc đầu của bác sĩ. Chúng tôi thành thật xin lỗi. Cô bé đã mắc chứng bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Chỉ còn cách dùng thuốc để duy trì sự sống. Chi phí rất cao, anh cần chuẩn bị tâm lý. Tôi đã hoàn toàn bị suy sụp, nhất là khi nhìn thấy con bé chơi đùa với bạn bè.
rồi kịp người qua hơn là đôi tay rời. Con đường kia là hư vô, nơi nào tới thiên đường, nơi nào không lối. Em ngày xưa dịu em nay đâu rồi? Đi tìm em, tìm em trong quá khứ. Cảm ơn anh. Nè nè, nghe nè. Em hiền ngoan của tôi. Sao muốn con cây vậy? Mày còn có cây à? Em ăn. Trời chị giàu quá. Đây nè, cây của em nè. Người ơi, một câu hãy nói đi. Người đã nói sẽ mãi cùng nhau trong bên chúng đôi suốt đời. Sẽ mãi 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 không xa rời. Những kỷ niệm đã trao. Kiên à, ra ăn chút gì đi con. Kiên ơi, ra ăn miếng đi con ơi. Mẹ, nó nhốt mình ở trong phòng hoài, qua giờ không chịu ăn uống gì hết. Được rồi, mẹ đợi cho con. Kiên ơi, Kiên à, Kiên, dạ bác Tú anh. Gì vậy? Dạ con hỏi cái này nè, có phải bộ của Chí Kiên vừa mất không? Hả? Bà ở đâu vậy? Bà ở đâu mà lại đây nhiều chuyện quá vậy? Chuyện nhà của mình á thì mình không lo, cứ lo cái chuyện của người ta kỳ vậy. Bà ơi, chỗ hàng xóm láng giềng còn có quan tâm con mới nói cho bà nghe, hiểu không? Bà nè, bà khuyên thằng Kiên á, đi cắt ngay duyên âm đi. Nếu mà không cắt duyên âm á, thì nó khó có con, bà không có cháu có chắc mà bồng nữa. Trời đất ơi, sao bà toàn ăn nói tầm bậy tầm bạ không vậy? Mắc mớ gì nhà bà mà bà tới đi nhiều chuyện vậy? Rồi bà không có chọc tức được cái bà già này, rồi bà ăn cơm không được hả? Con là không có xỉa xói gì đâu à nghe. Con chỉ có ý tốt với bà thôi, hiểu không? Mà con nói cho bà nghe nè, nhà bà dạo này xảy ra nhiều chuyện lắm phải không? Hả? Chuyện con Diễm Châu nè, rồi chuyện thằng Kiên nè, ha, rồi cái chuyện thằng Chí Cường thân thiết với lại con hơn nhà tôi nữa. Thì tôi coi như người trong nhà nên tôi mới nói vậy thôi. Mấy cái này liên quan tới tâm linh nha. Bà phải đi nè, nhà này coi chừng có ai ếm gì đó, bà phải nên giải xui đi, thấy không? Muốn không? Nè, còn có ông thầy này quen lắm, ông hay lắm nha. Ông giải hàng là số 1 luôn đó. Nói không có trật một chỗ nào luôn đó. Nè, bà nên giải hạn đi. Lớn tuổi rồi, nhiều khi đi đứng không cẩn thận rồi té nào một chỗ, còn cháu khổ nữa. Bói toán toàn cái chuyện tào lao không à. Nhà tôi không có bói toán gì hết á. Toàn là mê tín dị đoan không à, nhiều chuyện à. Nhà ai lại không có chuyện này chuyện nọ. Bà xem đi, nếu mà thầy đó phán đúng á, con của bà á nha, cái thằng đó nó phá phách làng xóm, mà nếu nó hoàn lương lại á thì tôi mới tin. Tôi chỉ muốn tốt cho bà thôi ha. Bà làm hay không á là tùy bà ha. Trời ơi, còn nói gia đình tôi này nọ nữa. Trời ơi, bởi vậy mới nói làm gì cũng phải để đức lại cho con cháu. Hèn gì, nhà hết chuyện này tới chuyện nọ cũng phải. Kìa bác. Nè nè, bà phải ăn nói cho có trước có sau nha. Tôi làm gì mà bà đặt điều nói tôi lấy phước của con cháu tôi hả? Chứ không phải sao? Thôi bác, bác định gây chuyện gì nữa vậy? Gây chuyện gì đâu? Con lúc nào cũng bên người ngoài không à. Bác có gây sự gì đâu. Bác có ý tốt nên qua hỏi thăm vậy thôi. Trời, toàn làm ơn mất quán không. Có ý tốt gì đâu. Tối ngày cứ đi tám chuyện của người ta không à. Thôi mà má. Bác về nhà đi, con cần bác giúp con một chuyện. Nhưng mà bác tức lắm. Nội, bữa nào rảnh con ghé thăm nội nha. Dạ, con về nha nội. Bữa nào qua nghe con. Dạ, con về. Ừ. Con chào bác, con về. Ừ. Đi về. Thôi bác. Đi. Người gì đâu á, mà tối ngày cứ kiếm cớ gây sự với người khác không à. Nhiều chuyện.
Thôi mình vô nhà đi má. Ờ. Thôi em đi đây. Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Đừng tham công quá mà bỏ bê bản thân. Em à, hay là em ở lại đi. Anh sẽ dọn ra ngoài. Không cần đâu. Trước tòa chúng ta đã thống nhất như vậy rồi mà. Với lại căn hộ bên kia em cũng đã làm thủ tục xong rồi. Nhà cửa đã sạch sẽ, đồ đạc mua hết rồi. Giờ chỉ việc vô ở nữa thôi. Thôi em đi đây. Người ơi, một câu hãy nói đi. Người đã nói sẽ mãi cùng nhau trọn vẹn chung đôi suốt đời, sẽ mãi 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 không xa rời. Những kỷ niệm đã trao, những câu nói ấm áp hôm nào. Một mình anh làm sao bước tiếp đây. Tá Quang Hiếu vừa gửi công văn xuống tổ điều tra, yêu cầu tìm hiểu thông tin, lật lại vụ án giết người của Phạm Minh Luân. Vụ án này do thượng tá trực tiếp điều tra, cách đây đã mấy năm rồi. Nhưng mà bây giờ tại sao lại lặp lại điều tra vậy ta? Vụ án này vẫn chưa phá xong, bởi vì chưa tìm ra manh mối về tung tích của Phạm Minh Luân. Em nghe nói đâu hắn là một tên giết người không gớm tay đó. Phạm Minh Luân có một đường dây làm giấy tờ giả và hộ chiếu. Hắn đã từng có tiền án và tiền sự và giao tù ra tội rất nhiều lần. Hiện tại vẫn chưa tìm ra manh mối của Phạm Minh Luân. Nhưng mấy chục năm rồi mà không tìm được một chút tin tức nào cả hay sao? Alo, tôi nghe đây. À, cảm ơn. Có chuyện gì mà mặt anh sững sờ như vậy? Anh Cường, bộ có manh mối gì về vụ án hả? Anh à, hay là anh đã có chuyện quan trọng gì? Ủa anh, có chuyện gì mà anh không nói cho em biết được sao? Bên phía bệnh viện gọi cho anh, nói là có người hy giác mạc phù hợp với anh. Vậy mà anh không nói là mọi người lo muốn rụng tim luôn vậy đó. Đó, anh thấy chưa? Chỉ có một cuộc điện thoại qua thôi mà mọi người đã hồi hộp như vậy rồi. Anh, vậy là anh sắp đi phẫu thuật rồi đúng không? Vậy á, họ có nói khi nào xong không anh? Chắc là anh phải dưỡng thương đây, đúng không? Vậy thì ngay trước khi anh nhập viện thì chúng ta phải làm một chầu cho thật lớn
để mừng anh có người có giác mặt phù hợp và cũng mừng anh khỏi bệnh sớm, đúng không? Đúng rồi anh. Đúng rồi đó. Liên quan nha. Anh đừng lo lắng quá. Vậy là sắp tới mình có được thêm chậu nữa rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, anh đừng lo lắng quá. Ông Hùng ơi, cho tôi ly nước lọc ông Hùng ơi, khát nước quá. Bông nè. Trời ơi, bữa nay mua táo ngon quá. Màu này cuốn xong là ngọt đậm lắm đó. Táo nè, bưởi nè, thanh long nè. Trời ơi, thôi chết rồi. Ngũ quả mà mua có 3 món à, còn thiếu 2 món nữa. Ôi, trời ơi, đầu óc lúc này để đâu á. Già cả rồi thiệt tình. Cái gì đáng nhớ thì không để trong đầu, cái gì mà không đáng nhớ thì để trong đầu. Trời ơi, không lẽ giống bà Thu Anh? Trời ơi, giống bà chắc tôi chết quá. Cái điều này chắc là... Nước nè, uống đi. Đưa tôi uống đi. Ủa, bà làm gì bà mua tùm lum tùm la vậy? Chi vậy? Tôi làm mâm lễ để mai đem lên chùa. Ngày mai? Ừ. Ngày mai tôi nhớ là ngày thường mà. Có lễ lộc gì đâu mà bà đi chùa. Trời ơi, đâu phải đợi ngày rằm mà mình đem cúng đâu. Tôi làm cái lễ này là để tôi tạ, tôi xin lộc biết không? Xin tài xin lộc. Mình làm ăn là mình phải biết cúng kiến, biết cúng quẩy duy tâm mới là làm ăn được chứ. Ai như bên nhà bà Tú Anh, không biết cúng quẩy, không biết duy tâm gì hết trơn, hàng chi gia đình lộn xộn. Mà tôi nói cho ông biết nha, cái gia đình này mà không có tôi quán xuyến thì coi như tiêu. Thôi được rồi, bà muốn làm gì thì làm. Tôi có nói bà cũng chẳng bao giờ nghe tôi. Câu này nghe quen quá. Từ hồi yêu nhau rồi sống với nhau thành vợ chồng mấy chục năm, nghe câu này hoài. Làm gì thì làm, hãy ta làm cái có ý kiến. Alo. Gục Hân hả? Ủa, ông nội đi đâu rồi hả bác? Ông nội đang nằm nghỉ ở trong phòng đó. Dạo này ông nội thường nhốt mình ở trong phòng suốt, không muốn ra ngoài. Chắc là ông nội nhớ Dạ Thi quá thôi. Bác à, bác cố gắng giữ gìn sức khỏe nha bác. Cảm ơn cậu, nhưng tôi nhớ con nhỏ lắm. Tôi nhớ bác con nhỏ lắm. Cảm ơn cô cậu. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Bác ráng giữ gìn sức khỏe. Thank you.
Em thấy tội bác Sương quá. Em nghĩ chắc phải lâu lắm thì bác mới vượt qua được. Nhiều khi anh cảm thấy cuộc sống này không bao giờ trọn vẹn hết. Luôn cướp đi những thứ mà chúng ta không thể lấy lại được. Khi cho anh cảm thấy hình như ông trời đang giữ cờ chúng ta thì phải. Chính vì vậy mà anh phải cố gắng. Phải cố gắng hơn trong cuộc phẫu thuật sắp tới. Vì xung quanh anh có rất nhiều người đang cần anh, trong đó có em. Anh hứa sẽ không để xảy ra chuyện gì đâu. Anh hứa với em đó. Cuộc đời của anh đã mất mát quá nhiều rồi. Anh không thể để mình xảy ra chuyện gì nữa. Để rồi những người mà anh yêu thương phải đau buồn vì anh. Anh cảm ơn em. Nè, xếp giùm gì nha. Xếp thêm nữa hả dì? Ờ. Con thấy chừng này là nhiều quá trời rồi á. Cứ đem đi. Để chừng nào anh con xuất viện, nó thích mặc cái nào thì nó mặc. Nhưng mà nằm ở trong bệnh viện á, thì mình mặc đồ bệnh nhân mà. Con nghĩ mình chỉ nên đem theo đồ lót, chứ lại vài bộ đồ cho ảnh. Ảnh mặc đến lúc ra viện là vừa rồi. Chứ nhiều quá ảnh mặc cũng đâu hết đâu dì. Con này sao nó nhiều quá hả? Kêu xếp thì cứ xếp hết vô đi. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Con là Nguyễn Thị Ngọc Cầm. Cầu xin Phật Tổ phù hộ cho con. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ chào thầy. Dạ. Thí chủ thành tâm khấn vái rồi đặt lễ lên sinh đài. Dạ. Dạ. Dạ con lạy thầy. Thầy cho con đầy âm dương để coi con làm ăn như thế nào. Tháng trước á, thầy đặt lễ cho con. Đây còn lại trăm sự nhờ thầy. Thầy xem cho con lọc hướng đất cát và phần mộ của ông bà tổ tiên, xem có bị trục trặc cái gì không. Chứ tháng trước con làm theo lời thầy chỉ dạy mà thua lỗ, chưa thu lại được gì hết á. Tiền mất, còn lại thêm cái vụ kiện tụng nữa. Thiệt nhiều việc xảy ra quá thầy ơi. Thầy làm ơn thầy coi để thầy cúng giải hạn giùm cho con. Trăm sự con nhờ thầy. Hạn đến tất yếu sẽ đến. Dạ. Thầy xin đài giảm bớt gánh nặng cho thân nhân và gia đình. Đặt lễ lại lần nữa đi. Thầy xin lọc cho. Dạ. Vị sư thầy này có gì đó không đáng tin. Lần trước còn xin quẻ phán này nọ, mà bây giờ rõ ràng mình nhìn thấy cái khuôn mặt này quen lắm. Thấy ở đâu đó rồi mà không nhớ là ở đâu.
Hình của ai đi ta? Phạm Minh Luân, tội phạm giết năm mạng người. Ôi trời, tội lỗi. Trời ơi, giết gì tới năm mạng người dữ vậy? Nhìn cái mặt cũng hiền, đẹp trai sáng sủa, đâu tới nỗi nào đâu ta. Bởi vậy, dạ xin phép thầy con về ạ. Dạ. Chị Cầm. Dạ. À, dạ con quên. Dạ cảm ơn thầy. Ba à, bác về nhà đi nghỉ ngơi đi, để anh Cường con lo cho. Dạ, con thấy chị Hân á nói đúng rồi đó dì. Dì về nhà nghỉ ngơi đi, đợt điều trị còn dài mà. Với lại mình phải thay phiên nhau túc trực, chứ gia đình mình lỡ mà bệnh hết á thì ai lo cho anh Cường hả dì? Dì thấy con mới là người cần phải nghỉ ngơi đó, phải giữ gìn sức khỏe cho đứa bé nữa đây nè. Mọi người sao vậy? Con vẫn còn khỏe lắm. Chỉ phẫu thuật mắt thôi mà. Phẫu thuật mắt thôi chứ tay chân con vẫn khỏe mạnh bình thường mà. Có gì đâu mà phải lo cho con dữ vậy? Con á, lúc nào cũng coi thường sức khỏe của mình hết. Biểu nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi, ai biểu tham công tiếc việc làm chi vậy? Việc á, thì làm cả đời, sức khỏe mới là quan trọng nhất. Con biết rồi mà mẹ. Mẹ đừng lo cho con quá. Bây giờ mẹ hãy về nhà nghỉ ngơi đi, rồi lo cơm nước cho bà nội, cả với Kiên nữa. Dạ con nghe điện thoại. Dạ con nghe bác ơi. Hân à, bác này con. Bác đã gặp cái người ở trong hình, trong ấy của con á, là Phạm Minh Luân chị đó. Rồi bây giờ Nó đang ở. Alo. Ủa, sao vậy? Ở nhà có việc gì hả? Dạ không có gì. Em ở đây chăm sóc anh Cường giùm. Chị ra ngoài có chuyện chút, chị về liền ha. Dạ bác. Bác ở đây con xin phép ra ngoài một chút. Anh ở đây nghỉ ngơi nha, em về liền. Chắc là có chuyện gì xảy ra với bác Cầm hả? Cũng có thể là công an phải khám xét quán xá gì đó. Tánh của bà ấy thì con còn lạ gì nữa. Chuyện có chút xíu mà cứ làm lớn lên không hả? Thôi, con nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi ha. Dạ. Có khi nào hắn đã xuất hiện không? Và đã bắt cóc bác của chị Hân để làm con tin. Vấn đề bây giờ là chúng ta không thể xác định được tung tích của đối tượng. Em nhớ lúc bác gọi điện thoại cho em, em có nghe ở gần đó có tiếng chuông chùa. Chuông chùa? Vậy dễ rồi, chúng ta có thể xác định được mục tiêu chính là các ngôi chùa trong thành phố và các nơi lân cận đó. Theo tôi thì thấy không khả quan lắm, vì ở thành phố này có hàng trăm ngôi chùa lớn nhỏ mà. Vậy ai là người đưa bác của Hân tới đó? Để tôi gọi điện thoại hỏi bác Hùng xem. Vậy hắn vẫn ở trong thành phố, nhưng mà mấy lâu nay chúng ta vẫn tưởng hắn cao chạy xa bay. Diệp Châu à? Dạ. Cho anh mượn điện thoại. Dạ. Nè anh hai.
Anh hả? Bọn em vẫn làm việc chăm chỉ. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi để mà phẫu thuật đi. Chuyện ở đây có tụi em lo rồi. Anh nghỉ ngơi đi nha. Vậy thôi, chứ em nghĩ tính cách của Chí Cường á, là khi nào anh biết mình đang điều tra vụ án, anh cũng bỏ bệnh viện mà về thôi. Hay là để em gọi điện để khẳng định lại ha. Có chuyện gì hả anh hai? Không có gì. Sao đồng chí Hà Âu lại trả lời ấp úng vậy? Có chuyện gì không ổn? Hay chắc là mọi người lo lắng cho sức khỏe của mình nên... Alo. Dạ, em đang trên đường đi về nhà. Tại vì bác em với lại công an khu vực có xảy ra chút chuyện nên em về em dàn xếp. Xong việc rồi em vô chỗ anh nghe. Dạ. Trước giờ em toàn nói thật không? Hôm nay bắt ép em nói dối lãnh đạo, gánh nặng ngàn cân, làm em hồi hộp muốn chết. Anh thấy là lần này á, em diễn rất là xuất sắc. Anh phải báo lên cấp trên để tuyên dương em. Thôi em chỉ cần bằng khen là được rồi, còn mấy cái hào nhoáng không dám nhận đâu. Thôi được rồi, chúng ta vào việc đi. Ngọc Hân nè. Dạ. Em có báo với bác trai và anh trai tình hình của bác gái chưa? Dạ, cái chuyện đó thì em không có muốn giấu bác Hùng làm gì. Như lại bác nói với em là hồi sáng bác gái đi là đi xe ôm chứ không có ai chở đi hết á. Chào các đồng chí. Chào anh. Tôi đã liên hệ với bên nhà mạng, họ vừa cung cấp cho chúng ta thông tin về cuộc hội thoại giữa bà Ngọc Cầm và Ngọc Hân. Mời mọi người cùng nghe. Hân à, bác nè con. Bác đã gặp cái người ở trong hình trong máy của con á, là Phạm Minh Luân chị đó. Rồi bây giờ Nó đang ở. Dạ, bác. Bác nói gì con nghe không rõ. Bác nói lớn lên được không bác? Bác. Bác à. Dựa vào tiếng chuông, chúng ta có thể phân tích sóng âm, từ đó có thể biết được nó thuộc loại tiếng của chuông nào và môn phái nào, cũng như khối lượng của quả chuông tập bao nhiêu ký. Cách đánh hồi của các môn phái cũng khác nhau. Xét về thời điểm rời khỏi nhà của Ngọc Hân và lúc nhận được cuộc gọi, thì chúng ta có thể nhận định ngôi chùa này không thể nào xa thành phố được. Cường, uống miếng sữa đi con. Dạ, cảm ơn mẹ. Hồi đó nội nuôi ba con từ nhỏ cho tới lớn, nội chăm sóc ẩm bồng cẩn thận lắm đó. Rồi bây giờ tụi con lớn lên, đứa nào cũng thương nội hết. Chính vì như vậy nội mới cầu mong cho các con có nhiều sức khỏe, mạnh giỏi. Rồi để chơi game với nội nha, ráng nghe con. Nội, lúc nào con cũng chơi game với nội mà. Nội đừng có lo cho con, con khỏe lắm, nội yên tâm đi. À mà con à, hồi sáng này con bé Ngọc Hân nó sợ mẹ con vô viện sớm á, cái nó sợ nội ở nhà một mình không nấu đồ ăn sáng được, nó mua qua 2 cái bánh giò nó gửi cho nội. Con bé đó coi vậy nó chu đáo lắm đó nha. Thôi con nằm xuống nghỉ ngơi lát đi. Dạ. Mời bệnh nhân Đỗ Chí Cường ra kiểm tra lần cuối trước khi vào phòng phẫu thuật. Dạ, cảm ơn chị ạ. Ừ. Vậy cái này chúng ta phải đo bằng máy đo sóng âm thì mới tìm ra manh mối về ngôi chùa được. Cũng có thể là như vậy. Vào thời điểm đó là khoảng 17 giờ, tức 5 giờ chiều. Tầm đó, các nhà sư sẽ gõ 5 hồi chuông, tượng trưng cho tiếng kẽn để thông báo cho chúng sinh biết đã hết giờ làm việc. Chùa là nơi thờ Phật, Quan Thế Âm và các vị La Hán. Còn để biết thêm thì cần phải nghiên cứu về sóng tần âm định vị độ xa gần. Lúc đó chúng ta sẽ có căn cứ để kết hợp khoanh vùng nơi đó được. Thank you.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cầu xin trời Phật phù hộ cho ca mổ được thành công, cho Chí Cường nó tai qua nạn khỏi, bình an vô sự. Nam mô A Di Đà Phật. Nội à, nội đừng có lo lắng quá, mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nội ngồi xuống đi. Đây nè nội. Nhưng mà tại sao nó lại ra nông nổi như vậy chứ? Thằng Chí Cường nó khỏe mạnh như vậy mà tại sao nó lại bị như vậy? Dạ, con thấy nội cũng mệt rồi đó. Hay là bây giờ nội về nhà nghỉ ngơi đi nội. Nội à, mọi chuyện rồi sẽ nhanh chóng qua thôi. Người ta nói khi qua cơn bỉ cực sẽ đến hồi Thái Lai. Với lại anh Cường, ảnh sống tốt. Nội cũng thấy từ trước tới giờ ảnh là người có tài, có tâm nữa. Mọi chuyện sẽ qua thôi, nội đừng có lo. Con nói cũng đúng. Thôi đành nhờ số trời chứ biết làm sao. Cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Bác với bà nội và Diễm Châu nên về nghỉ ngơi đi. Ở đây có con với Chí Kiên là được rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Má, thôi má cứ về nghỉ ngơi đi. Chừng nào thằng Cường nó mổ xong con sẽ gọi điện về cho má. Không được, không có được. Má phải ở đây để chờ thằng Cường nó tỉnh lại chứ. Anh Cường, ảnh sẽ nhanh chóng tỉnh lại thôi. Nội cứ yên tâm đi. Mọi người cũng phải giữ gìn sức khỏe. Còn thấy như vậy thì cả nhà mới có đủ thời gian và sức khỏe để chăm sóc cho ảnh chứ. Nội. Ngọc Hân à, con cũng phải chợp mắt một chút đi. Ở đây đã có mọi người rồi. Con không sao đâu. Con cũng muốn biết ảnh ra sao. Bác cứ để con ở đây đi. Thôi, hay là bây giờ chúng ta ngồi đợi ở đây, chờ Chí Cường nó tỉnh lại coi làm sao, được không?